Đấy là anh đang ăn bưởi diễn. Đây em chỉ gọt cho anh ấy quả bé tí này thôi. Anh ăn, nếu mà anh cảm thấy ngon thì những quả ở trong đống của em kia thì nó là vô địch. Đây là cái hàng này là em thu hoạch. Giá tôm. Vâng. Giá tôm hơn, ăn đậm như nhỉ, đúng không ạ? Ngon hơn đúng không? Ừ. Em là chuẩn bị cái nô hàng ở góc góc nhà này là em chuẩn bị đi hội chợ. Hội chợ ngày 25, à, 26 và 27 ở chỗ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cái chương trình về hàng nông sản Việt Nam, thì em có một gian hàng ở đấy vào ngày 26 và 27. Đấy, anh nhìn thấy bây giờ anh có khi anh từng là bưởi diễn chưa ăn được, nhưng ở nhà em ăn đã rất ngon đúng không? Bây giờ anh ăn nốt cái múi bưởi đường chín sớm. Đấy. Vì em có những cái kỹ thuật mà em tư vấn cho bà con, nếu mà làm đúng theo của em thì quả rất ngon và có thể là thu sớm hơn bình thường. Đấy, anh nhìn thấy bưởi diễn em đã thu đấy. Bây giờ mới có đầu tháng 10. Nó còn phụ thuộc nhiều theo cái tuổi cây. Tuổi cây nữa. Cây càng già thì càng thu sớm. À, đấy. Vâng. Và khi anh bón thì anh phải bón tích cực, bón dòng Candy Đức để anh quyết định đến cái giá thành và chất lượng quả. Candy Đức bón là nó sẽ làm ngọt quả. Vỏ nó rất là mỏng. Siêu mỏng. Đấy. Anh ăn cái bưởi đấy thế nào? Ừ, cái này giòn. Đấy giòn là hơn cả bưởi diễn. Đấy là bưởi đường chín sớm đấy. Đúng. Đấy, anh đang ăn bưởi đường chín sớm đấy. Bưởi đường chín sớm ở nhà em ấy thì anh ăn anh cảm thấy giòn, bởi vì em là sử dụng cái dòng Candy Đức dạng màu nâu đỏ, là dòng Candy Cờ Nô Lua kết hợp với dòng Candy Đức màu trắng dạng sỏi, thì nó sẽ làm giòn tôm, ráo múi và rất là thơm. Đặc biệt anh ăn đưa vào miệng nó rất thơm, đúng không? Đúng. Anh, Candy trắng của Đức đấy là Candy Sunfat. Candy Sunfat. Tức là kết hợp hai candy. Đúng rồi, vừa candy Cờ Nô Lua cộng với candy sunfat, thì dòng candy sunfat sẽ dùng sau tháng 6, tháng 7, tháng 8. Nó có lưu huỳnh, nó làm cho hoa quả thơm. Chính xác, cái dòng lưu huỳnh rất cao, 17%. Đấy, nó làm hoa quả thơm, thơm ngon. Anh ơi, mà nếu thu đúng tuổi ăn sẽ rất ngọt, không vị đắng. Nhưng đây là nó mình thu hơn. Giờ mới tháng, đúng. Gọi là tháng 9, tháng 10. Nên là em nói với anh lúc nãy rồi. Thời điểm của nó chắc nó sẽ rất ngon. Mà nó bây giờ nó đã ngọt, những cái bưởi đường này đúng là nó không một vị gì đắng. Ngoài vị ngọt. Đúng rồi, nó không có vị he đắng giống bưởi diễn. Rất là giá trị. Thì em bảo rồi là khi kể cả như bọn anh thôi, bọn anh đến nhà em ăn, em bảo cái gì ngon là ngon. Còn những cái gì mà không ngon em có mẫu cho ăn, này em bảo không ngon. Có những cái giống bưởi mà em lấy về cho khách ăn không ngon, nhưng em vẫn phải mua về cho khách ăn thử. Để cho khách so sánh. Kiểm chứng và so sánh. Đấy. Thế nên là em tư vấn là đôi khi là em tư vấn quá thật thà thì nó sẽ đụng chạm đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm của một số người làm cái giống. Đấy, anh hiểu không? Nhưng cái người nợ nhất là bọn anh. Đúng rồi. Nó là thực tế đúng không? Đấy. Ví dụ như bọn anh đến đây thì bọn anh được ăn thử các giống ngon và giống không ngon thì anh biết. Anh nghe máy đi. Bây giờ đang nhú nọc 2 này. Đây thường là em tư vấn bà con là tất cả từ cây to đến cây nhỏ, dạ, khi mà nó ra nọc nhú nhú này nó vẫn còn đang ôm như này, dạ, thì phải phun thuốc phòng vẽ bùa luôn. Vẽ bùa. Dạ. Nếu nó mở lá ra mà vẽ bùa nó quấn rồi thì mình đánh chết sâu vẽ bùa, nó vẫn hỏng vẫn lá. Vâng. Nên là cứ nọc cứ khoảng 1 đến 3 phân như này là phải phun. Đấy, nhìn cây của em nó xanh mướt. Anh ở Bắc Ninh thì ở chỗ nào? Ở chỗ ở chỗ Từ Sơn. À, Từ Sơn Bắc Ninh. Ở đấy 200, hơn 200 cây bưởi diễn là cũng đất rộng. Không, nhỉ? 200 bưởi diễn tôi lại làm trên đất nhà ngoại trên Bắc Giang. À, Bắc Giang như ở Bích Động, ở Việt Yên. Việt Yên. À. Thì nói thực với anh Hà là ngày xưa bé là tôi lại học ở Minh Khai. Minh Khai, Hà Nội à? Đấy, bưởi diễn lại lấy ở đấy. Chị dâu tôi ở đấy. Chị dâu tôi là người ở đấy. Thế trồng được 2 năm rưỡi nay rồi. Thì cái chồng nó cứ tốt ung rồi, tổng thật lòng. Nhưng mà... một đàn cá. Đàn cá đấy, cá bố mẹ nó đẻ đấy. Em một đàn cá đấy, thấy chưa? Ấy, ấy. Quá nhiều. Thấy đấy. Cá gì vậy bố? Cá này là cá xít. Xít, ừ, cả con xít à? Cá xin xít. Đấy. Đấy đấy, con cua ấy, con cua đấy. Đấy, con cua. Sớm đây đây. Anh ơi, bưởi đường thì này thì tháng mấy được? Đứng đây.
con cua. Bà ơi. Ơi. Nhiều thế. Ừ. Cái lô ở nhà đây đúng không ạ? Anh đánh về nhà. Vâng đúng rồi. Đất này thịt thật anh ạ. Đất này. Đất thịt nạc mà. Đất thịt này. Hậu quả cái gì ngon. Cá gì? Mát rồi. Đấy, cá nó dày đánh đạch đi.